Dạ vâng, xin chào toàn thể quý vị khán giả của Sườn Đồng Cây Tuấn Thành. Và trong thời gian vừa qua thì Tuấn có nhận được rất nhiều những cái phản hồi của khách hàng của mình. Trong thời gian vừa qua thì Tuấn cũng đã giao được rất nhiều những cái sản phẩm đồng hồ cây của mình tới những quý vị khách hàng ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, trên khắp các tỉnh thành từ miền Nam, miền Trung đến miền Bắc. Thì Tuấn có nhận được một cái phản hồi rất nhiều, đó chính là mọi người thì không chưa lắp những sản phẩm như thế này bao giờ, và khi Tuấn giao trả đến thì không có nhân viên ở đó hỗ trợ, tại vì cái đường xá nó rất là xa nên là mọi người không biết lắp đặt như thế nào để cho nó hoàn thành được một sản phẩm cây nó chuẩn và nó không bị nó chuẩn theo cái quy chuẩn của nó. Và trong video ngày hôm nay Tuấn sẽ làm một cái video để anh chị em có thể biết cách để có thể khi sản phẩm được giao trả tới nhà mình, anh chị em có thể biết cách để lắp đặt lên từng vị trí một. Tất cả các sản phẩm của Tuấn Thành thì đều được làm theo dưới dạng để tháo lắp rất là dễ để anh chị có thể lắp đặt được. Và thứ hai là làm theo cái dạng tháo lắp như thế này thì anh chị có thể để trong thuận tiện hơn trong cái quá trình mà lên đến chân bệ rồi. Và cái mặt này thì chính là cái mặt khuôn tranh đã được làm rất là phẳng, thùng của nó cũng được làm đáy rất là phẳng. Và sau đây thì tiếp theo ở phía bên trong này, đưa cam gần lại một chút ạ, phía bên trong này ạ, anh nhìn thấy là phía bên trong này nó sẽ bao gồm có những cái chốt trụ mà chúng tôi đã khoan sẵn hết rồi. Anh chị chỉ việc nhìn theo những cái vị trí lỗ khoan này này đó, nhìn theo vị trí những lỗ khoan này dê cái thùng làm sao cho nó đến chuẩn vị trí. Và đây chính là những cái ốc vít, những cái con vít bu lông, đây chính là những con vít bu lông để chúng ta cố định cái thùng này lại vào cái phần bệ. Anh chị chỉ việc đặt theo những vị trí này thôi, rất là đơn giản ạ. Đây đó. Và những cái vít này là cái vít hãm ở dưới của nó, thì anh chị có thể dùng cái cờ lê 13 để có thể cố định lại cái vị trí của những cái vít này ở bên dưới. Đây là Tuấn thì sẽ sử dụng, mình sẽ sử dụng cái bộ công cụ hỗ trợ này, mình sẽ sử dụng cái bộ máy khoan này để hỗ trợ. Đây chính là những cái vật dụng không thể thiếu trong cái quá trình lắp đặt. Những vít này ta sẽ để xuống bên dưới này. Thì Tuấn đã cố định xong được cái phần thùng và phần bệ rồi. Rất là chắc chắn. Đó, cố định xong phần thùng và bệ rồi. Thì sau đây tiếp đến thì sẽ là cái phần đặt những cái hộp này. Thì tất cả các cái hộp này của Tuấn Thành
đều được làm theo kiểu dạng tháo lắp và có các cái chốt trụ ở đây rất là chắc chắn. Đây Tuấn sẽ đặt lên để quý vị chị có thể nhìn thấy ạ. Đây, và trên mỗi cái hộp này thì sẽ được đánh dấu. Anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Những cái dấu này 1 2 3 4 đã được khắc hết lên trên này. Anh chị có thể rất dễ dàng và nhận thấy. Đây, đặt theo cái vị trí mà chúng tôi đã khắc sẵn rồi. Đây ạ. Đây số 3 và chữ T. Chúng tôi đã khắc sẵn rồi. Anh chị chỉ việc đặt lên theo như này thôi. Rất là khít và bén. Đó. Đây số 2. Và tiếp theo ạ, đây chính là những cái cột của nó. Đây chính là những cái cột trụ tiện này. Vâng, đây chính là những cái cột trụ tiện rất là to, dày dặn và chắc chắn. Chúng ta sẽ cũng vẫn sẽ đặt theo những cái nốt chúng tôi đã đục sẵn ở trên này đấy ạ. Đó, những cái vị trí này chúng tôi đã đục sẵn rồi. Nên anh chị chỉ việc đặt theo vị trí thôi. Rất là dễ dàng. Cái cột nào thì nó sẽ vào cái trụ đó. Thì để đảm bảo cho được một sản phẩm nó chuẩn xác nhất. Đây ạ. Vâng, và Tuấn đã đặt xong 4 cái cột trụ. Và tiếp theo đến chính là phần đặt những cái vòm như phía bên này đây. Tuấn sẽ nhờ một bạn vào để hỗ trợ Tuấn. Đây ạ. Đây chính là cái phần vòm. Đặt lên nó rất là đơn giản thôi. Bởi vì ở đây cũng có những cái thanh gỗ để đỡ hết rồi. Đó. Các cái cột, các cái vòm này đấy ạ. Các cái vòm này ở dưới này nó sẽ đều có những cái lỗ đinh. Đây, anh chị có thể nhìn thấy những cái lỗ đinh này để cho các cái chốt ở các cái cột trụ này nó đặt vào. Các cái cột chốt trụ này nó rất là chắc chắn. Và phía bên trong đây ạ, các sản phẩm này của Tuấn Thành là tháo lắp, là bởi vì nó rất dễ dàng lắp đặt cho các chị khách hàng. Đây, phía bên trong này, phía bên trong của sản phẩm này anh chị ở đây nhìn thấy đó. Bên trong của nó sẽ có các cái lỗ để anh chị cố định cái phần vòm này lại. Đó, thì sau đây Tuấn sẽ cố định cái phần vòm này lại bằng cái máy khoan này. Đó. Rất là dễ dàng luôn. Bởi vì những cái lỗ này thì chúng tôi đã quan sát hết rồi. Nên là quý chị lắp đặt nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, vậy là Tuấn đã cố định xong cái phần dưới. Vâng, tiếp theo đến thì là cái phần trên này. Thì quý chị có thể thấy đây, tiếp theo sẽ là 4 cột trụ nữa. Thì Tuấn sẽ đặt tiếp. Đây ạ bạn. Đây, cái hộp trụ bên trên nó sẽ nhỏ hơn hộp ở bên dưới một chút để cho cái mẫu tứ trụ tháp vát này nó sẽ theo cái kiểu là ở dưới đáy to và ở trên nó nhỏ dần. Và khi lát nữa tôi sẽ đặt những cái cột trụ trên, anh chị sẽ thấy là càng lên trên nó sẽ càng nhỏ dần, nó như những cái ngọn tháp thì ở phần dưới đáy bao giờ nó cũng sẽ phải loe ra và phía bên trên của nó sẽ vút nhọn lại để cho nó giống hình một cái ngọn tháp đấy ạ. Và tôi sẽ nhờ bạn này hỗ trợ Tuấn cho cái vị trí này lên. Mình đặt cái trụ này trước. Đây. Đây chính là 4 cái trụ tiện hồ lô ở phía bên trên. Và các cái trụ tiện này thì đều được tiện bằng tay. Rất là đẹp. Đó, anh chị có thể thấy đây. Phần đáy nó sẽ to và phần trên nó vút nhỏ lại để cho cái sản phẩm này nó được đẹp hơn, được chỉnh chu hơn. Bạn biết cẩn thận nhất nó đụng. Đó, rất là dễ dàng. Nước cao. Đó. Vâng.
vậy là Tuấn đã đặt xong cái phần trên. Và sau đây Tuấn sẽ cũng cố định lại cái vòm này bằng cái máy khoan này. Và ở trên này nó cũng sẽ có cái vít như phần vòm dưới để chúng ta có thể cố định lại một cách dễ dàng. Bạn ấn vào giúp mình. Anh chị có thể nhờ một người nào đó hỗ trợ để ấn cái vị trí này vào. Ấn cái này vào giúp mình. Nếu anh chị không có máy khoan thì anh chị có thể sử dụng tô vít cũng được. Nó rất là dễ dàng, tại vì những cái lỗ này thì chúng tôi đã khoan sẵn hết rồi. Vâng, vậy là tôi đã cố định xong một sản phẩm đồ cây đó. Từ tháo rời hết và bây giờ chỉ cần khoảng độ 5 phút thôi, anh chị có thể lắp đặt hoàn thiện một sản phẩm như thế này. Tiếp theo đến thì chính là cái phần treo những cái thanh tạ quả lắc như thế này. Thì tất cả các sản phẩm của Tuấn Hành thì đây chính là những cái dây treo này đó. Và trong cái bộ dây treo này nó sẽ có bao gồm các cái móc như anh chị nhìn thấy đây, để có thể móc được những cái quả tạ này vào với nhau. Đây ạ, đây chính là những cái móc này. Và những cái này anh chị có thể treo tùy ý của mình, không cứ là phải theo một cái quy luật nào cả. Anh chị có thể treo theo cái sở thích, theo cái ý thích của mình. Anh chị có thể treo bất kỳ theo cái hình dạng nào cũng được. Nhưng mà Tuấn Hành thì sẽ thường lại là Tuấn Hành sẽ treo theo kiểu như thế này. Đó, anh chị có thể tham khảo. Và Tuấn cũng có những video để làm những cái mẫu treo quả tạ độc đáo và đẹp nhất. Thì anh chị có thể search cái video hướng dẫn treo quả tạ thanh lắc cho sản phẩm đồng hồ cây Tuấn Hành để có thể tham khảo được thêm cho mình những cái cách treo đó. Hoặc anh chị có thể tự sáng tạo ra những cái cách treo mới theo ý thích của mình đó. Và phần sau đây Tuấn sẽ treo cái vị trí ở bên này. Dạ vâng, đây chính là những cái bộ phận trang trí của sản phẩm này. Thì đây chính là cái thanh lắc và đây là ba quả tạ này. Thì sau đây Tuấn sẽ treo ba quả tạ và cái thanh lắc này vào đây. Anh chị em hãy để ý và làm theo Tuấn nhé. Dạ vâng, vậy là Tuấn đã lắp xong cái bộ tạ treo trang trí cho cái bộ sản phẩm đồng hồ cây này. Thì nếu quý vị anh chị muốn lắp theo Tuấn thì hãy làm theo video này. Còn nếu anh chị có thể sáng tạo thêm những cái kiểu treo mới thì anh chị hãy làm theo ý thích của mình. Và Tuấn Thành sẽ có rất nhiều những đoạn dây treo này để sang chị có thể phù hợp với cái ý thích sở thích treo của mình. Vâng, và vậy là Tuấn đã hướng dẫn xong cái video có thể để anh chị có thể lắp được hoàn thiện một sản phẩm đồng hồ cây, bao gồm từ khi tháo tung hết ra và đến khi lắp ráp lại như thế này. Và hai sản phẩm đồng hồ cây rất là đẹp. Thì nếu quý vị thấy video này hay thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho sườn đồng hồ cây Tuấn Thành. Và anh chị hãy truy cập vào kênh YouTube của sườn đồng hồ cây Tuấn Thành để xem thêm nhiều những video nữa về các sản phẩm mẫu mã đồng hồ cây mới. Và xin cảm ơn quý vị đã đón xem video này. Và xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị chị ở những video tiếp theo của Tuấn Thành. Xin chào.